Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dán Zero Protocol nhận tóc cần Zero nha các bạn. Thì để tham gia dán hôm nay các bạn cần click phần link mô tả như video mở Telegram start chatbot các bạn. Rồi mình sẽ get được 20 triệu tóc cần Zero nha các bạn. Rồi bạn bấm join drop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn đáp lại tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet là bài viết để ghi của nó nè. Các bạn mới đập lên nè. Rồi các bạn bấm vào nút submit tên nè. Tiếp tục các bạn điền vào username Telegram tất cả các bạn đã join vào bài group các bạn. Account anh 3.1.3.2. Rồi, bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bạn điền lưu username tại Twitter của các bạn đã follow dán. Những dán này khá là đơn giản luôn các bạn. Làm khá là mau luôn. À cộng win bên này là H9 thì bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ BNB sẽ match chain bet20 thì bạn mở địa chỉ chút của đất của mình ra nè. Bạn sao chép đây nè. Rồi bạn bắt up lên nè, bạn gửi bot ra nè. Bạn gửi cho đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ gửi cho bot thôi. Ok, như vậy bạn chỉ lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè những cái thân để kiếm tôi cần người ta các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn cho những video clip tiếp theo từ mình nhé.